Thưa quý vị, như cách đây ít phút, bản tin nhanh của VTC1 đã tường thuật chi tiết. Sáng nay ngày 5 tháng 9, thầy và trò tại 57 trên 63 tỉnh thành phố tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2021-2022 theo hình thức trực tuyến, trên sóng truyền hình và trực tiếp. Đây là lễ khai giảng năm học vô cùng đặc biệt, diễn ra trong bối cảnh nhiều địa phương phải gồng mình chống dịch COVID-19, nên cách thức tổ chức linh hoạt tùy theo tình hình thực tế ở từng địa phương. Nhiều địa phương khu vực miền núi phía Bắc, một số tỉnh khu vực đồng bằng sông Hồng ít ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 vẫn tổ chức lễ khai giảng như các năm học trước. Trong khi đó, một số tỉnh tuy không có nguy cơ cao chọn phương án tổ chức lễ khai giảng trực tiếp nhưng hạn chế số lượng học sinh tham dự. Những hình ảnh về lễ khai giảng đặc biệt chưa từng có tiếp tục được chúng tôi cập nhật trong các bản tin tiếp theo. Mời quý vị và các bạn chú ý đón xem. Dịch COVID-19 đã ảnh hưởng tới việc học và của các em rất là nhiều. Khi mà nhiều học sinh không kịp về thành phố để dự lễ khai giảng thì dự tại quê nhà cũng là một trong những giải pháp. Bởi vì cùng với ông bà mình theo dõi trên những nền tảng trực tuyến cũng là một trong những giải pháp được hướng tới. Và dịch COVID-19 thì không thể nào lấy đi được sự háo hức trong trẻo của các bạn học sinh khi mà chuẩn bị cho năm học mới 2021-2022. Ngay sau đây, xin mời quý vị sẽ đến với câu chuyện của chúng tôi. Dịch COVID-19 đã khiến cho Mạc Thu Ngân, học sinh lớp 4A1, trường tiểu học Thanh Trì, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, mắc kẹt ở quê và không thể quay lại thành phố học tập. Em đành phải đón một lễ khai giảng tại quê ngoại Thái Bình. Việc sẽ tham dự một lễ khai giảng không bóng bay, không bạn bè mà chỉ có chiếc máy tính như thế này là trải nghiệm đặc biệt đối với cô học trò nhỏ này. Em về Thái Bình là quê ngoại của em từ khi được nghỉ hè. Do dịch Covid-19 nên em không trở lại Hà Nội được. Lễ khai giảng năm học mới năm nay em không đến trường được. Em theo dõi lễ khai giảng trên TV. Em mong dịch bệnh qua nhanh để em được đến trường gặp lại các bạn và thầy cô. Cũng như nhiều bà mẹ khác có con đi học, những ngày này, chị Nguyễn Thị Hà dành nhiều thời gian để chuẩn bị đồ dùng học tập cho con. Những cuốn sách, quyển vở được bọc lại kỹ càng, nhãn vở được dán ngay ngắn. Đồ dùng học tập được chuẩn bị đầy đủ với mong muốn con có một năm học vui vẻ và thật nhiều ý nghĩa. Ngay từ đầu năm là các con đã phải học bằng phương pháp học trực tuyến. Tuy là cái hình thức học nó khác mọi năm thì phụ huynh chúng tôi vẫn phải chuẩn bị đầy đủ là sách vở, đồ dùng học tập cũng như là sách giáo khoa thì đã được đến thời điểm này thì đã được nhà trường phát đầy đủ. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng tạo cho con một cái tâm lý là thoải mái nhất khi mà bước vào năm học mới. Mặc dù là cái phương pháp học trực tuyến này các con sẽ chưa quen, thế nhưng mà cũng hy vọng là với cái sự mà hướng dẫn và tận tình của nhà trường cũng như cô giáo thì các con sẽ học đạt kết quả tốt nhất so với lại kỳ vọng. Dù không đến trường, nhưng góc học tập nhỏ của Lê Thư Lê cũng được dọn dẹp gọn gàng ngăn nắp. Em cũng tự tay viết tên mình cho từng chiếc nhãn vở. Để chuẩn bị cho năm học mới, con đã bơm đầy mực vào bút máy này á. Và con đã ghi tên vào nhãn vở mới và con đã bọc vào sách mới lớp 3. Mới cả con cũng đã dọn dẹp thật sạch đẹp vào kệ để sách ạ. Dù không được khai giảng để gặp trực tiếp các bạn, nhưng mà con vẫn cố gắng chăm ngoan, học giỏi. Dù trong thời điểm cả nước đang chống dịch, nhưng không vì thế mà lễ khai giảng của các em bớt phần háo hức và đầy cảm xúc. Một năm học mới lại bắt đầu. Một năm học thật đặc biệt, nhưng chắc chắn hứa hẹn cả thầy và trò sẽ cùng nhau vượt qua và sớm trở lại ngôi trường nhỏ đầy hạnh phúc và vui tươi. Sáng nay ngày 5 tháng 9, Sở Y tế Hà Nội cho biết từ 18 giờ ngày 4 tháng 9 đến 6 giờ ngày 5 tháng 9, Hà Nội ghi nhận 6 ca bệnh COVID-19, trong đó 5 ca đã được cách ly, 1 ca tại cộng đồng, phân bố theo quận huyện Thanh Xuân 2, Sơn Tây 2, Đống Đa 1, Nam Từ Liêm 1, phân bố theo chùm ca bệnh, chùm F1 của các trường hợp ho sốt cộng đồng 3 ca, chùm sàng lọc ho sốt cộng đồng 1 ca, chùm liên quan đến thành phố Hồ Chí Minh 2 ca và 1 ca trong cộng đồng theo quận huyện tại Đống Đa.
Cộng dồn số ca mắc tại Hà Nội trong đợt dịch lần thứ tư từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay là 3.480 ca, trong đó số ca mắc ghi nhận ngoài cộng đồng là 1.562 ca, số ca mắc là đối tượng đã được cách ly 1.918 ca. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội sau 3 đợt giãn cách và đặc biệt sau các đợt xét nghiệm diện rộng vừa qua, có thể thấy dịch tập trung ở các quận nội thành và có sự lây lan mạnh, trong khi một số quận, huyện khác đã giảm nguy cơ. Tuy nhiên, nới lỏng giãn cách theo địa giới hành chính trong khu vực mật độ dân cư cao là khó khả thi. Vâng, do đó, từ 6 giờ ngày 6 tháng 9 đến ngày 21 tháng 9, thành phố Hà Nội quyết định triển khai các biện pháp phòng chống dịch tại 3 vùng nhằm kiểm soát chặt chẽ người dân và các hoạt động xã hội, hạn chế tối đa nguy cơ lây lan dịch bệnh giữa các vùng. Ở các vùng này sẽ có cách chống dịch thế nào? Xin mời quý vị và các bạn theo dõi ghi nhận sau của nhóm phóng viên. Vùng 1 bao gồm toàn bộ địa giới hành chính của 10 quận huyện: Tây Hồ, Ba Đình, Cầu Giấy, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Thanh Xuân, Hà Đông, Hoàng Mai, Thanh Trì và một phần địa giới hành chính của 5 quận huyện: Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Hoài Đức, Thanh Oai, Thường Tín. Vùng này sẽ tiếp tục áp dụng giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 và áp dụng một số biện pháp ở mức cao hơn. Vùng 2, Long Biên, Gia Lâm, Đông Anh, Sóc Sơn, Mê Linh thực hiện các biện pháp theo chỉ thị 15 và áp dụng một số biện pháp ở mức cao hơn để đẩy mạnh và duy trì sản xuất theo phương án đã được phê duyệt. Vùng 3, Ba Vì, Sơn Tây, Phúc Thọ, Đan Phượng, Thạch Thất, Quốc Oai, Chương Mỹ, Ứng Hòa, Mỹ Đức, Phú Xuyên và một phần của 5 quận huyện Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Hoài Đức, Thanh Oai, Thường Tín. Vùng này sẽ thực hiện các biện pháp theo chỉ thị số 15 và áp dụng một số biện pháp ở mức cao hơn theo nguyên tắc mỗi xã, phường, khu dân cư, khu sản xuất là một pháo đài chống dịch, kết hợp tuân thủ 5K và cách ly các khu dân cư khi có dịch. Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hà Nội, các biện pháp phòng chống dịch sẽ theo các vùng, hạn chế tối đa nguy cơ lây lan dịch bệnh giữa các vùng. Sẽ thực hiện cái giãn cách theo cái phương pháp mới, nghĩa là chúng ta không thực hiện giãn cách toàn thành phố mà theo ba cái vùng dịch tễ, đó là vùng đỏ, vùng vàng da cam và vùng xanh. Thế để mà cái việc thực hiện cái giãn cách này nó có hiệu quả thì cái quan trọng số 1 đầu tiên là chúng ta phải xác định đúng đâu là vùng đỏ, đâu là vùng da cam và đâu là vùng xanh. Và vấn đề thứ hai, khi mà chúng ta thực hiện giãn cách theo ba khu vực như vậy thì chúng ta phải tăng cường đến mức tối đa các cái lượng tuần tra kiểm soát và những cái giám sát tại những cái khu vực biên giới giữa ba vùng để làm sao mà người dân ở các cái vùng này sẽ không trộn lẫn nhau được. Và nếu như mà chúng ta để xảy ra cái tình trạng người từ vùng đỏ đi ra vùng vàng hay từ vùng vàng ra vùng xanh thì nó sẽ lại là tạo ra cái nguy cơ lây nhiễm dịch trong cộng đồng. Thì chính vì vậy chúng ta phải kiểm soát rất tốt và các cái ranh giới của ba vùng. Trong khi đó, theo các chuyên gia y tế, dù phân ra các vùng khác nhau, nhưng việc phòng chống dịch của Hà Nội cần thực hiện nghiêm phương châm bảo vệ vững chắc các vùng xanh, ngăn chặn tuyệt đối không để dịch bệnh lây lan ra vùng công nghiệp, vùng sản xuất nông nghiệp. Tôi vẫn nói lại là có những chỗ cần phải làm chặt hơn, phong tỏa mạnh hơn, và có những chỗ thì nới lỏng để làm ăn kinh tế, chứ không phải là giãn cách toàn Hà Nội như hiện nay. Và đồng thời tôi nghĩ rằng là phải tiếp tục mở rộng vùng xanh và càng dập nhanh vùng đỏ thì càng tốt, và phải bảo vệ giữ vùng xanh. Nhưng còn nếu không bảo vệ giữ vùng xanh thì rất nhanh chóng vùng xanh nó lại biến thành vùng đỏ mà chúng ta không phòng chống được dịch bệnh. Bên cạnh việc phân vùng kiểm soát dịch bệnh, Hà Nội sẽ tiếp tục xét nghiệm diện rộng, ưu tiên xét nghiệm cho các khu vực phong tỏa và khu cách ly nhóm đỏ, tần suất 2 đến 3 ngày một lần. Tại các khu vực có nguy cơ cao, nhóm da cam, tần suất 5 đến 7 ngày một lần, song song với việc ưu tiên xét nghiệm theo hộ gia đình tại các nhóm xanh. Vùng đỏ Hà Nội hiện gồm 10 quận huyện thuộc nội thành và một phần các quận huyện Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Thanh Oai, Hoài Đức và Thường Tín. Để đảm bảo an toàn chống dịch, người dân ở vùng đỏ chỉ đi chợ, siêu thị theo thẻ đi chợ được phát, đặt mua hàng online và các shipper chỉ giao hàng ở vùng 1. Theo đó, việc cung ứng hàng hóa cho người dân Hà Nội những ngày tới cũng được phân chia theo 3 vùng chống dịch. Tại vùng đỏ, người dân vẫn được phát phiếu đi chợ, siêu thị 2 lần một tuần, mua hàng theo hình thức mua hàng trực tuyến. Các đơn vị cung ứng hàng hóa thực hiện giao hàng qua nhân viên theo địa bàn các quận huyện.
Hiện các doanh nghiệp phân phối đã chủ động trữ hàng tăng 2 đến 3 lần so với nhu cầu bình thường, dự trữ tại các kho bên trong và ngoài vùng 1 nhằm đảm bảo không thiếu hàng cục bộ. Các địa phương sẽ tổ chức bán hàng lưu động đối với các địa bàn có ít hệ thống hỗ trợ như Hoàn Kiếm, Thanh Trì, Nam Từ Liêm, Tây Hồ và các địa bàn có chợ bị đóng như Thanh Trì, Ba Đình, Nam Từ Liêm, Đống Đa, Hoàng Mai, Hà Đông. Trong trường hợp nguồn cung chưa đủ cho các tiểu thương trong chợ, thành phố sẽ cho vận hành các điểm trung chuyển để làm điểm giao nhận hàng hóa cho tiểu thương các chợ. Do đó, người dân nên yên tâm, không cần mua sắm tích trữ, chỉ mua đủ dùng cho 3 ngày một tuần theo lịch đi mua hàng. Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh, trong số hơn 41.000 bệnh nhân tại các cơ sở điều trị COVID-19, có gần 2.900 F0 là trẻ em dưới 16 tuổi, cao nhất từ trước đến nay. Theo đó, lượng F0 trẻ em điều trị tại bệnh viện tăng 368 ca so với hôm trước. Thời gian qua, số này liên tục tăng mỗi ngày, tương ứng với tổng số F0 cũng tăng nhanh do chiến lược thần tốc xét nghiệm toàn thành phố để vết F0. Hiện trẻ em ở Thành phố Hồ Chí Minh mắc COVID-19 được cách ly điều trị tại nhà. Trường hợp không đủ điều kiện cách ly tại nhà, trẻ được điều trị ở bệnh viện dã chiến số 4 do Bệnh viện Nhi đồng thành phố phụ trách, bệnh viện dã chiến số 11 do Bệnh viện Nhi đồng 2 phụ trách và bệnh viện dã chiến Củ Chi do Bệnh viện Nhi đồng 1 phụ trách. Trường hợp diễn tiến nặng sẽ được chuyển đến 3 viện nhi tiếp tục điều trị chuyên sâu. COVID-19 diễn biến phức tạp, số ca trẻ em chiếm 10 đến 15% tổng số trường hợp F0 khẳng định bằng xét nghiệm PCR. Phụ huynh cần lưu ý đi khám sớm khi thấy con hốt. Phụ huynh cần lưu ý đi khám sớm khi thấy con sốt ho, đau rát họng, khó chịu. Mới sắp bắt đầu trong bối cảnh cả nước đang gồng mình phòng chống dịch COVID-19 với những diễn biến rất phức tạp, khó lường. Đến thời điểm này, việc chuẩn bị cho năm học mới đang được các tỉnh thành gấp rút triển khai. Vâng, tại tâm dịch lớn nhất cả nước, dù chưa thể đến trường học trực tiếp, song phụ huynh và giáo viên đang tích cực chuẩn bị các điều kiện để bắt đầu năm học mới. Ghi nhận của phóng viên VTC tại Thành phố Hồ Chí Minh. Những ngày cận kề năm học mới này, chị Trang đang phải sắp xếp lại lịch làm việc của mình để vừa làm, vừa nội trợ mà còn có thời gian kèm con trai học trực tuyến. Ôn lại kiến thức năm học trước cho con làm quen với sách mới của năm học này là cách mà gia đình chị đang thực hiện để con học trực tuyến hiệu quả. Hiện tại tôi đang cố gắng rèn luyện lại giờ giấc sinh hoạt cho bé để bé có thể quay trở lại về học như trước đây. Đối với bản thân tôi phải cân đối lại thời gian dành cho công việc, dịch nội trợ, làm sao để có nhiều thời gian hơn để kèm cặp, theo sát việc học của con. Còn với những gia đình chưa mua được sách giáo khoa, thời gian này phụ huynh cũng đang tìm hiểu, tập cho con làm quen với sách giáo khoa điện tử trước khi bước vào năm học mới. Tôi đã nhận được link về sách giáo khoa điện tử từ nhà trường và giáo viên cung cấp. Tôi thấy đây cũng là một kênh rất là hữu ích. Khi mà nhiều phụ huynh chưa thể mua được sách giáo khoa cho con tới trường, bản thân tôi thấy những trang sách giáo khoa điện tử này cũng rất là dễ đọc, trình bày rất là rõ nét, dễ sử dụng. Về phía ngành giáo dục, các nhà trường hiện cũng đang tích cực chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới, trong đó phối hợp với các ban ngành vận chuyển sách đến tay học sinh. Đồng thời, rà soát các học sinh gặp khó khăn trong việc học online để kịp thời hỗ trợ thiết bị và tài liệu cho các em. Chuẩn bị nhờ bên bộ đội dân quân đang làm nhiệm vụ ở các địa bàn, phường xã trao phát sách giáo khoa bằng giấy. Nhà trường đã đặt rồi đến cho phụ huynh học sinh trước ngày khai giảng. Còn đối với khối 7, khối 8, khối 9 là sách giáo khoa, vẫn thực hiện sách giáo khoa theo bộ sách giáo khoa cũ thì thường là phụ huynh học sinh người ta tự mua, nhà trường hỗ trợ bằng cách kết nối với các công ty phát hành. Em nào mà không có điều kiện phương tiện học tập thì chúng tôi sẽ gửi cái giáo trình và bài học đến trực tiếp cho các em. Thì chúng tôi cũng sẽ có một cái đội ngũ thầy cô có thể là gặp cho học sinh gặp những cái khó khăn về các môn nào để liên hệ trực tiếp để giảng dạy. Chúng tôi cũng đang có kế hoạch phối hợp với Sở Y tế để tiêm vaccine phù hợp cho các em học sinh độ tuổi từ 12 đến trở lên, 12 đến 18 tuổi. Dù là một năm học nhiều khó khăn, thử thách, song nhà trường và phụ huynh đều nỗ lực để con em mình có điều kiện học tập tốt nhất, không bị gián đoạn. Trước mắt, thành phố sẽ học trực tuyến hết học kỳ 1 và sẽ tổ chức dạy trực tiếp ngay khi có điều kiện. Đồng thời hỗ trợ 100% học phí học kỳ 1 năm học 2021-2022 đối với toàn bộ trẻ mầm non, học sinh các trường phổ thông công lập và ngoài công lập.
Sau niềm vui được tiêm mũi 1 vaccine Moderna, nhiều người, đặc biệt là người cao tuổi hoặc có bệnh lý nền tại thành phố Hồ Chí Minh, đang khá lo lắng, sợ không có vaccine để tiêm mũi 2. Theo báo cáo của Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh, đến ngày 3 tháng 9, tổng số liều vaccine mà thành phố nhận được từ phân bổ là hơn 10 triệu 340.000 liều, trong đó có hơn 4 triệu 450.000 liều vaccine AstraZeneca, 571.200 liều vaccine Moderna, 312.510 liều Pfizer và 5 triệu liều Verocell. Trong đó, vaccine Moderna được phân bổ cho các địa phương và các bệnh viện tiêm mũi 1, một số người đủ điều kiện tiêm mũi 2. Các chuyên gia y tế cho rằng vaccine sau khi giã đông chỉ sử dụng được trong vòng 30 ngày. Đó cũng là điều dễ hiểu tại sao nhiều người tiêm mũi 1 nhưng chưa được tiêm mũi 2. Hiện quy định thời gian tiêm mũi 2 sau 28 ngày chỉ là mốc thời gian tối thiểu để người dân hiểu không nên tiêm trước ngày đó. Còn thời hạn sau cùng tiêm mũi 2 hiện chưa có cụ thể. Thậm chí có khuyến cáo việc kéo dài khoảng cách giữa hai mũi tiêm còn mang lại nhiều tác dụng tốt cho con người. Do đó, người dân cần bình tĩnh hiểu rằng khi đã tiêm được mũi 1, chắc chắn đã có hiệu quả bảo vệ tương đối. Và dù có tiêm mũi 2, vaccine vẫn có thể mắc COVID-19. Bởi vậy, không nên chủ quan mà cần phải tuân thủ nghiêm các biện pháp 5K. Sở Y tế tỉnh Bình Dương cho biết trong 24 giờ qua, toàn tỉnh ghi nhận 2.485 ca mắc COVID-19, giảm 32,4%, tương đương 1.192 ca so với ngày hôm qua. Đáng chú ý, số ca qua sàng lọc trong cộng đồng đang có xu hướng giảm. Đây là tín hiệu tích cực trong công tác phòng chống dịch COVID-19 tại tỉnh Bình Dương. Theo Sở Y tế tỉnh Bình Dương, số trường hợp bệnh nhân điều trị khỏi bệnh xuất viện hiện nay cao hơn ca nhập viện. Cụ thể, riêng ngày 4 tháng 9, trên địa bàn Bình Dương có 3.640 bệnh nhân xuất viện, nâng tổng số bệnh nhân xuất viện tính từ đợt dịch thứ tư lên 72.679 người. Cùng ngày, các cơ sở y tế thu dung điều trị 2.368 bệnh nhân. Hiện các cơ sở điều trị COVID-19 trên địa bàn tỉnh đang điều trị 54.273 bệnh nhân. Tính từ đợt dịch thứ tư, tỉnh Bình Dương ghi nhận 128.893 ca mắc COVID-19. Trong đó có 28.423 F0 không triệu chứng, 1.059 bệnh nhân tử vong. Quý vị thân mến, chống đối và không tuân thủ những quy định trong công tác phòng chống dịch phải được xử lý nghiêm. Và mới đây thì trên mạng xã hội đã lan truyền một đoạn clip ghi lại cảnh một người phụ nữ sau khi nhận kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 đã tự rời ý khỏi điểm xét nghiệm và khiến lực lượng chức năng phải đuổi theo thuyết phục. Theo nội dung bài viết, sự việc xảy ra vào sáng ngày 3 tháng 9 tại điểm xét nghiệm COVID-19 ở thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Cụ thể, cô gái sau khi nhận kết quả dương tính đã bất ngờ rời khỏi điểm xét nghiệm và cần 10 người, bao gồm dân quân, công an, cán bộ y tế, phải truy đuổi và dùng loa để yêu cầu người phụ nữ này quay lại. Nhưng cô gái này vẫn đủng đỉnh đi thẳng. Sau một hồi thuyết phục của lực lượng chức năng, cô gái này mới chịu quay lại điểm xét nghiệm. Mặc dù chưa rõ người phụ nữ này đã được cách ly theo đúng quy định hay chưa và có bị phạt hành chính vì hành động của mình hay không, nhưng khi đoạn clip được đăng tải và chia sẻ nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận, đa số mọi người đều chỉ trích và lên án dữ dội về hành động thiếu ý thức của cô gái này. Tại Đà Nẵng thì vào ngày 4 tháng 9, Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng cho biết đã hướng dẫn các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp thuộc thành phố và doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn cấp giấy đi đường trực tuyến, thời gian áp dụng từ 8 giờ ngày 5 tháng 9. Theo đó, công nhân, viên chức, công chức được cấp giấy có QR code để đi đường trong thời gian thành phố tiếp tục cách ly xã hội. Có hai địa chỉ đăng ký giấy đi đường gồm website giấydidường.danang.gov.vn và tại ứng dụng eTaker/Đà Nẵng trên điện thoại thông minh. Người đăng ký thông tin được cấp mã QR code để in ra giấy, lưu lại một bản tại cơ quan đơn vị, công an sẽ cấp lại tại các chốt kiểm soát cung ứng và tuần tra lưu động. Ứng dụng cho phép thực hiện các bước đăng ký phê duyệt cấp giấy đi đường, mã QR code và nhận giấy điều trực tuyến. Thành phố dựa trên dữ liệu để kiểm tra xử lý hành vi đăng ký, cấp và sử dụng không đúng giấy đi đường. Người đăng ký phải cung cấp đầy đủ thông tin chính xác trên ứng dụng. Giấy đi đường chỉ có giá trị tham gia giao thông theo nguyên tắc một cung đường, hai điểm đến, không sử dụng vào mục đích khác, nhất là đi chợ, siêu thị.
Sau khi thực hiện Ai ở đâu ở yên đó vào ngày 23 tháng 8, thành phố Vinh đã tổ chức lấy mẫu tầm soát diện rộng. Đến nay, 3 đợt lấy mẫu đã kết thúc, qua đó phát hiện hơn 100 trường hợp F0. Đợt lấy mẫu lần 3 diễn ra vào ngày 31 tháng 8 và ngày 1 tháng 9. Các nhân viên y tế đã lấy mẫu xét nghiệm cho 320.969 người trên tổng số 327.494 người có mặt trên địa bàn thành phố. Lúc này và đạt tỷ lệ 98,1%, số còn lại chủ yếu là trẻ em quá nhỏ và những người là F1 đang ở khu cách ly tập trung. Đến nay, kết quả xét nghiệm real-time PCR cho thấy có 17 ca nhiễm COVID-19, trong đó tập trung chủ yếu ở phường Lê Lợi, Nghi Phú và xã Hưng Đông. Trước đó, thành phố Vinh cũng đã tổ chức xét nghiệm diện rộng 2 lần để bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng. Kết quả đã phát hiện 83 người nhiễm COVID-19. Như vậy, trong cả 3 lần xét nghiệm diện rộng, thành phố Vinh đã phát hiện tổng cộng 100 F0 trong cộng đồng. Theo ông Dương Đình Chỉnh, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An, dự báo thành phố Vinh vẫn chưa thể sạch bóng F0 trong cộng đồng. Vì thế, sắp tới sẽ phải tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm diện rộng lần thứ tư. Tuy nhiên, lần thứ tư này sẽ khoanh vùng, lấy mẫu ở những khu vực có nguy cơ cao. Lấy mẫu xét nghiệm diện rộng, bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng là giải pháp chiến lược trong chiến lược chống dịch giai đoạn hiện tại. Thực tế tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh cũng như nhiều tỉnh thành phố trong cả nước cũng đang gấp rút triển khai lấy mẫu xét nghiệm. Vâng, tuy nhiên thì thời gian gần đây, nhiều người lo lắng về vấn đề nguy cơ lây nhiễm COVID-19 khi đến các điểm lấy mẫu, nhất là khi số lượng người dân đến đông. Việc sử dụng găng tay, sát khuẩn của nhân viên y tế trong lấy mẫu xét nghiệm có tuân thủ đúng quy trình? Vậy có hay không, tình trạng này hẳn là vấn đề đang được nhiều người quan tâm. Điểm lấy mẫu xét nghiệm tại phường An Lạc, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Không khoảng cách, dòng người ùn ứ xếp hàng nối đuôi nhau để chờ lấy mẫu xét nghiệm. Những nhân viên y tế ở đây phải làm việc hết công suất từ sáng đến tận chiều tối muộn mới hoàn thành việc. Chính họ cũng thừa nhận, việc quá tải tại các điểm lấy mẫu sẽ khiến việc lây chéo COVID-19 có thể xảy ra. Thì nói chung là cảm giác là kiệt sức, cái nhân lực y tế giờ nó cũng không đủ so với cái toàn dân như vậy á. Anh em cũng chuẩn bị sẵn đồ đạc là đi cách ly hết rồi đó. Giờ giả sử mình có dương tính thì cũng đi. Thực tế, đã từng xảy ra việc lây nhiễm chéo COVID-19 tại các điểm lấy mẫu. Theo các chuyên gia, nguyên nhân của tình trạng này có thể do người dân không tuân thủ các biện pháp 5K khi đi lấy mẫu. Hoặc trong trường hợp nhân viên y tế không tuân thủ đúng quy trình lấy mẫu xét nghiệm, không sát khuẩn tay, cũng có thể là yếu tố nguy cơ làm lây lan mầm bệnh trong quá trình lấy mẫu. Cái việc đeo găng tay này là mục đích là bảo vệ cho chính nhân viên lấy mẫu. Thế còn cái việc mà phải thay găng thì không bắt buộc. Nhưng sau mỗi một người lấy mẫu thì chúng ta lại phải sát khuẩn tay bằng cái dung dịch sát khuẩn, có thể là bằng các cái loại dung dịch sát khuẩn mà đang được lưu hành trên thị trường hoặc là bằng dung dịch cồn 70 độ. Theo hướng dẫn của Bộ Y tế, trong quá trình lấy mẫu xét nghiệm, nhân viên y tế không nhất thiết phải thay găng tay, đồ bảo hộ sau mỗi lần lấy một mẫu. Tuy nhiên không dùng quá 6 lần, tức là 6 người, và việc sát khuẩn liên tục là bắt buộc. Tức là sau mỗi lần lấy mẫu bắt buộc phải sát khuẩn tay bằng cồn hoặc dung dịch sát khuẩn theo quy định. Trong quá trình thực hiện lấy mẫu cho số lượng người quá lớn, cũng có thể xảy ra trường hợp một số nhân viên quên quy trình chuẩn. Tốt nhất là chúng ta mang một đôi găng cho một mẫu bệnh phẩm. Trước khi mà mang đôi găng mới thì khử khuẩn tay, bàn tay chúng ta cảm thấy là bị ẩm dịch thì chúng ta phải thay găng ngay và khử khuẩn tay và đi đôi găng mới. Không nhất thiết cứ phải chờ đến hết 6 mẫu thì mới thay. Thế kể cả khi mà cán bộ y tế họ mà không thực hiện đầy đủ cái việc khử khuẩn tay thì bản thân người dân chúng ta phải có trách nhiệm là giám sát cái việc khử khuẩn tay của cán bộ y tế. Nếu như cán bộ vì lý do nào đó họ chưa khử khuẩn, chúng ta sẽ phải có trách nhiệm nhắc nhở cán bộ y tế là phải khử khuẩn tay. Thì chỉ có như thế thì chúng ta mới thực hiện tốt được cái lây nhiễm chéo. Hiện việc lấy mẫu phải được thực hiện theo lối đi một chiều để tránh lây nhiễm chéo. Ngành y tế cũng có các đội giám sát hỗ trợ để đôn đốc, nhắc nhở việc tuân thủ quy định. Nhưng các chuyên gia lưu ý, khi được mời đi lấy mẫu xét nghiệm, người dân cần thực hiện đúng nguyên tắc 5K. Đặc biệt, nếu thấy nhân viên y tế sơ suất, quên việc sát khuẩn, người dân có quyền nhắc nhở để đảm bảo an toàn cho bản thân. Dịch COVID-19 đang ngày càng gây thiệt hại lớn cho hàng không. Việc đóng băng cả đường bay nội địa lẫn quốc tế tạo nên sự khủng hoảng mới cho hàng không trong nước. Thử nghiệm áp dụng hộ chiếu vaccine ngay trong giai đoạn này được xem là sự chủ động để có thể sớm mở lại các đường bay quốc tế trong điều kiện sống chung với dịch bệnh.
Ngày 2 tháng 9 vừa qua, Vietnam Airlines thử nghiệm ứng dụng hộ chiếu sức khỏe điện tử với 18 hành khách trên chuyến bay từ Hà Nội đi London, Anh. Trước đó ngày 12 tháng 8, Vietnam Airlines cũng đã thử nghiệm thành công hộ chiếu sức khỏe điện tử trên chuyến bay từ Hà Nội đi Tokyo, Nhật Bản. Quá trình thử nghiệm cho thấy, quy trình triển khai ứng dụng hộ chiếu sức khỏe điện tử rất nhanh chóng và đơn giản. Cảm nhận chung của tôi sau khi trải nghiệm là quy trình nhanh gọn, dễ thao tác từ các bước tạo hồ sơ cá nhân số trên ứng dụng, được cập nhật yêu cầu dịch tễ tại điểm đến, nhận kết quả xét nghiệm trên ứng dụng và xác nhận tình trạng bay với hãng hàng không trước khi bắt đầu hành trình. Hộ chiếu vaccine hay còn gọi là hộ chiếu sức khỏe điện tử sẽ tích hợp các giải pháp số hàng đầu như du lịch không tiếp xúc, dữ liệu sinh trắc học và chứng nhận sức khỏe điện tử với kết quả xét nghiệm COVID-19, tiêm chủng COVID-19. Đây là ứng dụng an toàn, đảm bảo thông tin nhất quán giữa chính phủ, cơ sở xét nghiệm, hãng hàng không và hành khách, qua đó giúp việc di chuyển giữa các quốc gia an toàn và dễ dàng hơn trong bối cảnh đại dịch. Hiện nay là một số hãng hàng không người ta cũng đã thử nghiệm. Đấy, là kết hợp theo cái chỉ dẫn và các bộ ngành tôi nghĩ và một số địa phương cũng đã đang có cái suy nghĩ như thế này. Chúng tôi muốn là đây là những đề xuất mà chắc chắn là mọi người đều quan tâm, nhưng mà chúng tôi muốn là đề xuất này để làm sao chúng ta cứ chủ động trong việc mở cái cửa thị trường và khôi phục đường bay trong thời gian hợp lý nhất để chúng ta không bị tụt hậu và chúng ta không bị chậm chân so với các hàng không các nước. Cho đến thời điểm này, hàng không Việt Nam tiếp tục khủng hoảng trầm trọng. Ngay trong tháng 8, tổng chuyến bay khai thác của các hãng hàng không Việt Nam chỉ còn 1.536 chuyến, sụt giảm tới 90,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Báo cáo tài chính của Vietnam Airlines cho thấy lỗ lũy kế của hãng hàng không này gần 18.000 tỷ đồng và chính thức âm vốn chủ sở hữu. Vì vậy, việc áp dụng sớm hộ chiếu vaccine được xem như một trong những giải pháp cứu cánh của hàng không trong giai đoạn này. Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, để hạn chế lây lan trên diện rộng, Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình đã có quyết định gia hạn các địa bàn đang áp dụng chỉ thị 16. Trong khó khăn, tình cảm quân dân càng thâm thía, thắt chặt hơn qua từng nghĩa cử cao đẹp của những người lính biên phòng, đồn biên phòng Nhật Lệ. Những bó rau tươi như thế này hiện được coi là hàng hóa quý và hiếm sau hơn một tuần thực hiện giãn cách xã hội ở phường Hải Thành, thành phố Đồng Hới. Nhận được bao gạo và túi rau quả từ cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Nhật Lệ, bà Phạm Thị Nhữ vô cùng xúc động vào cuộc chiến chống COVID-19 của chính quyền địa phương cũng như các lực lượng đang không quản ngày đêm chống dịch. Trong lúc đại dịch COVID là điều kiện là có như không có thể là đi để mua hàng thực phẩm được, ở nhà là cũng phải cách ly, cho nên sự quan tâm của là các cấp và cũng như là bộ đội biên phòng đã tạo điều kiện là hỗ trợ và giúp đỡ trong cái điều kiện khó khăn này thì mẹ xin cảm ơn và chân thành cảm ơn các lãnh đạo của bộ đội biên phòng cùng với là coi như là các cơ quan. Để đảm bảo đầy đủ 3 bữa ăn cho gần 250 người trong các khu cách ly tập trung do bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Bình quản lý vận hành, cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ tại bếp đã rất khó khăn trong việc tìm kiếm nguồn thực phẩm hàng ngày. Bên cạnh đó, các chị em phụ nữ phục vụ tại bếp nấu ăn của địa phương cũng rất trăn trở tìm nhiều cách để có đầy đủ dinh dưỡng cho lực lượng đang làm nhiệm vụ tại các chốt phòng chống dịch. Thì chúng tôi cũng rất gặp khó khăn ở tìm nguồn mua thực phẩm để phục vụ cho bà con. Nhưng trong đó may mắn thì được ban chỉ huy đồn trong Nhật Lệ cùng phối hợp với các mạnh thường quân đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều các cái mặt hàng có rất là cần thiết, giống như là rau củ quả các loại, rồi là trứng, rồi là nước, đã giúp đỡ chúng tôi một phần để mà khắc phục những cái khó khăn để phục vụ tốt hơn cho công tác cách ly ở trong khu cách ly này. Xã cũng gặp nhiều khó khăn trong vấn đề lương thực, thực phẩm, những nhu cầu thiết yếu cho bà con và cũng như là cho các chốt. Và cũng rất may là có sự phối hợp của đồn biên phòng Nhật Lệ thì đồn cũng đã kịp thời hỗ trợ trình cho địa bàn là các dụng cụ, các đồ dùng để phục vụ công tác phòng chống dịch cũng như là các nhu yếu phẩm để giúp địa phương phối hợp với địa phương để thực hiện tốt công tác phòng chống dịch trên địa bàn. Hơn 3 tấn lương thực thực phẩm hỗ trợ cho bà con nhân dân và các lực lượng đang làm nhiệm vụ được cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Nhật Lệ huy động từ vườn tăng gia của đơn vị cùng với sự ủng hộ của các mạnh thường quân. Trong tình hiện nay, nhân dân thì do ở đây là làm nghề ngư nghiệp là chủ yếu, cho nên là về cái rau xanh, về cái lương thực dự phòng là có hạn chế. Thì đơn vị đã thứ nhất là phát huy cái nguồn lực tại chỗ tăng gia sản xuất
để cải thiện nâng cao đời sống cho bộ đội và có cái lượng sản phẩm dồi tăng thêm để mà cung cấp phục vụ cho nhân dân. Đóng quân phụ trách trên địa bàn có nhiều ca bệnh F0 và nhiều khu cách ly tập trung, cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Nhật Lệ thấu hiểu những khó khăn trong cuộc chiến giữa thời bình của chính quyền địa phương và bà con nhân dân. Do đó đang chung tay góp sức để sớm chiến thắng dịch bệnh, cuộc sống của bà con nhân dân sớm trở lại bình thường mới.